chân dày nhá. Này. Đẹp chưa? Cái này mà cứ chục ngày mà xịt cho nó đợt thuốc xử lý nấm thì rất già. Xong. Mến chào các bác anh chị quay lại với Nắng Giang Thiên TV nhá. Lại là em đây các bác anh chị ơi. Thì hôm nay mời các bác anh chị cùng thăm lại vườn cùng anh nông dân Tây Nguyên nhá. Đấy, sau một thời gian thì sầu riêng đã có tiến triển. Thấy lá nó đã xanh dày hơn các anh chị ơi. Đấy. Bộ tán thì nó cũng tạm tạm rồi. Em sẽ tiến hành dần dần sẽ tỉa bớt tạo tán cho nó nhá. Những cành nào cần thiết, những cành không cần thiết thì sẽ bỏ đi các anh chị. Đấy. Mấy cây như này thế này nhá. Đấy. Lá tán sum xê rồi, phải tỉa tạo tán tiếp các anh chị. Đấy, cây này thế này, đậm rạp rồi. Thì hôm nay em ra em sẽ còn ít phân này em mồi cho mấy cái sầu riêng con với mấy cái sầu riêng to to chưa có trái á. Mồi bây giờ cho nó bén nhá. Còn cái cây này thì sẽ bứng một cái trụ tiêu ở phía trong này các anh chị. Một trụ tiêu ở phía trong này để cho nó rời ra khỏi cái sầu riêng, tại vì cái có sầu riêng nó lên đẹp mà cái trụ tiêu thì nhìn thấy nó bị giống như bị bệnh á. Nên là em sẽ tiến hành rời bớt trụ tiêu ra và tạo tán cho nó nhé. Đấy, các chị nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Vừa rồi thì em có xịt được một đợt thuốc sâu cho nó các bác chị, nên là ra nhìn cây cối sầu riêng rồi tiêu có thứ lá bóng bẩy luôn. Mặc dù cái tiêu thì xanh mơn mởn nhưng mà trái ít quá các chị ơi. Năm nay hình như hầu hết nhà nào nó cũng ít trái như thế sao á. Đấy, cà phê thì ok này. Trời mà cũng năm nay sẽ kiếm được đôi hạt cà phê rồi. Đấy. Cái này thì sót được 3 trái nhưng mà nó có hiện tượng bị nấm được các anh chị. Cái này mới trồng mà nó lên bén rồi. Đấy, bên trong này hai cây này cũng thế. Hai cây này cũng bén rồi nhá. Sẵn đây dạo qua một vòng cho các anh chị cùng ngắm xem lại nhá. Đấy, cái này thì được 4 trái. Cái này thì chưa có thấy hiện tượng nấm nhưng mà mấy cây trong kia thì đã có hiện tượng nấm rồi. Chân dây thì vừa rồi cũng xịt qua được đợt thì bắt đầu là phóng đọt ra lại. Nhưng mà giá rẻ quá. Đây, như cây này. Cái này các bác chị nhìn thấy đẹp không? Đấy. Bộ lá thì to và xanh dày nhá. Đấy. Đẹp chưa? Cái này mà cứ chục ngày mà xịt cho nó đợt thuốc xử lý nấm thì kỳ đẹp luôn. Đấy. Lá nè, cả gang tay nhá các bác chị. Đấy, mười mấy phân, gần 20 phân rồi. Đây. Cái tiêu này thì giống như nó bị xoắn lá, quăn lá. Đấy. Em sẽ tiến hành bứng cái gốc tiêu này để cho cái tán sầu riêng này nó lấn ra nhá. Bên kia mắc cây kia thì đẹp thôi, cứ để tạm thời ra. Cây này xấu thì mình xử lý cho nó khuất mắt đi. Tại vì nhiều khi đẹp mình tiếc, nhưng cái này xấu xấu thì năm tới này nó cũng không được mấy hạt đâu. Nên là thôi, hy sinh cho nó đi, để cho nhường tán này sầu riêng nó ép ra nhá. Chân dây nó rồi xịt được thức đợt thuốc sâu là cái đọt bắt đầu nó phóng ra thêm được các anh chị. Này, cây này cũng thế này. Dần dần em sẽ tạo tán cho nó từng cây từ cây một và sẽ chia sẻ cho các anh chị cùng xem và giải trí cùng nhau học hỏi nhé. Hy vọng rằng nó sẽ phát triển tốt đẹp để các bác anh chị có thể tham khảo đấy cùng nông dân Tây Nguyên. Cây này hôm trước thì cũng đã tạo một lần cho nó bị chết hết cái phần dưới trên, thì là một tròm trên đó. Sau em xử lý hết cái phần tròm trên, cắt ngắn đi để cho nó tán dưới nó phủ ra. Và bây giờ tán dưới thì nó cũng bắt đầu nó phủ ra rồi. Trên thì bắt đầu lại to ra được các anh chị. Nên mình sẽ tiến hành tỉa tiếp, bấm hết mấy cái đọt trên cao kia, cho nó thấp ngắn, chỉa cho nó khỏi đứng lên trời nhá. Nhớ cần dựng đứng lên trời đó thì mình bỏ đi. Đây. Này, vừa rồi em xịt được đợt thuốc sâu cơ là. Quá chị nhìn thấy không? Chân dây là bắt đầu là phóng ra đợt non mới liền. Còn không có là nó ăn cho quanh hết. Này. Chích teo hết. Đấy, mấy con ốc sên này vẫn không chết này. Đấy, cái số này thì nó xịt được cái nó bóng bẩy hơn. Đẹp. Chân đẹp quá. Đấy, cái này cũng thế. Dạo qua một vòng các bác chị.
Đấy. Tiêu thì các anh chị nhìn thấy không, sân mơn mởn. Một trụ bạn này như này là bằng hai trụ xi, gần hai trụ xi rồi, mà sao năm nay ít cái quá. Đây, cây này thì được ba trái, hai trái to một trái nhỏ, nhưng mà nó này có hình tượng bị nấm nha các anh chị. Đây bây giờ là những đốm đen 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 này. Đấy, cái vết này thì hình như là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà không biết có phải nấm hay không, nhưng mà em đã tiến hành xử lý nấm rồi. Đấy, như cái này hôm trước là nó bị teo lá hết lên trên luôn, nhưng hôm nay lá trên xanh phóng đọt đầm đầm nữa các bạn chị, lá xanh dày hơn. Đấy, cái này lá xanh đen luôn. Đây, như cái này thấy các anh chị được bỏ được một đợt phân nợ này, rồi phân NPK và lân. Thì bây giờ cái bộ lá nó khác hẳn luôn các anh chị, nhá, xanh dày luôn. Đấy, dạo qua một vòng không, em quay vào em sẽ quay em bứng cái cái bụi tiêu kia nhá. Đây, cái này vừa rồi em cũng đã tiến hành tạo tán cho nó một lần nữa, chị này cần tâm này tiếp tục lên này. Đấy, bẻ đi cho nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng. Đấy, nhưng để chuẩn bị tới đây sẽ tiếp tục tạo cho nó thêm một lần nữa, những cái nào giữ lại để nuôi cho nó mập to ra, tán phụ ra, còn những cái nào không cần thiết thì mình tiến hành xử lý đi cho nó đỡ cạnh tranh dinh dưỡng, thoáng cây. Đấy, như mấy cái tiêu này thì cũng chạy thì cũng tạm tạm chị. Cái cây này này, cây này nó có hiện tượng gì các anh chị? Đọt trên thì vẫn xanh mà phóng ra đầm đầm nhá. Đấy, đọt phóng đầm nhưng mà lại vàng lá, không biết phải bị nấm hay là bị hư ở bộ rễ nấm ở rễ chứ không rõ. Cái này cũng đẹp này. Rồi em sẽ tiến hành vào bứng cái cây kia đi ra để trồng cho nó ra nơi khác để chậm lại cây tiêu mới nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ tiến hành tháo phá cái này lôi xuống nha các bạn chị. Đấy, trồng bao nhiêu lâu mới được lên từng đó, nhưng mà bây giờ cái lá nó bị bệnh này, sẵn lá này. Và sẵn thì có sầu riêng thì nhường lại cho cây làm giàu đi. Đó là cây làm giàu Tây Nguyên. Cứ xoay vòng thế thôi. Hiện tại bây giờ thì đang có giá, sầu riêng có giá nên là bà con lại thi nhau trồng sầu riêng. Cứ chạy theo giống dây đó, chân dây chạy theo, bây giờ là rất giá xong. Rồi bây giờ sẽ tiến hành vác cái trụ này rời ra ngay bờ đào bên phía ngoài kia, bắt chị đào lối chọt xuống rồi sau em sẽ cắm cái tiêu vào. Đấy, to cũng nặng lắm các chị, cần không cần là vác cũng há mồm ấy. Đấy, cần chưa,
cân thì vác nó bằng, vác nó dễ hơn. Rồi sau khi bứng đi chủ tiêu đi ra ngoài, em sẽ tạo tán sơ qua cho nó, cho nó thứ nhất là được cạnh tranh dinh dưỡng nha các anh chị, và nó mọc cây, những cây nào nuôi thì mình nuôi nó mọc, còn những cây nào mà không ấy thì mình sẽ bỏ đi. Để cây này cũng tương đối đẹp rồi các anh chị, thì mình tuyển lựa những cây nào mà cần thiết mình để lấy, những cây nào không ấy thì mình bấm bỏ đi các anh chị. Đọt cao quá thì cứ để nó vươn đi tạm thời. Đây, những cành đẹp này, nhưng mà hai cành gần sát nhau thì thành bỏ bớt đi cành. Những cành mà nằm sát sát gốc quá thì bẻ bớt cho thoáng nha bác chị, cho nó lẫn tán ra ngoài đi. Và những cái cành đực này, đây, những cành này cành đực này, cành đực cũng bỏ luôn. Cành nó đẹp rồi thì mình chỉ cần tiện lựa sơ sơ thôi là ok. Đây, hai cành gần nhau này, cành mọc cả, nhưng mà mình bấm đi để cho cành khác nó lên, vươn thẳng quá. Như cái mấy cành này là người ta gọi là cành cành đực nha các bác chị. Này, nó nhỏ, cành mà cái này nó phát triển thì nó phát triển chậm lắm, nên là cái cột đoạn này thì nó dày nhau nữa, gần nhá. Đấy, nó gần nhau quá thì mình sẽ tiến hành bỏ, bấm bớt đi nhá, bấm bớt cành này đi, cành đực đi. Các bác chị bấm trừ lại một phân nhá, này từ trong này một phân, để sau nó thúi đền vô là vừa. Thì bấm sát quá thì sau nó thúi vô lõm một cây nhá, và những cành tăm râu ria này bỏ bớt đi. Đấy, bớt được biết bao nhiêu cái phần tay thừa. Đây, nhưng mấy cành này cũng gọi là cành đực nhá, cành đực này. Nhưng mà mấy cành đực này nó lại vươn tán sang bên này rồi thì mình bấm tỉa cho nó lấn ra ngoài tán đi. Đấy, tỉa bớt nó sẽ thoáng liền. Tại vì sau này đường nào rồi mình phải tỉa sát trong gốc này cho nó lấn tán ra ngoài, nên là các anh chị bỏ luôn cái phần từ ban đầu luôn đi, dứt khoát từ ban đầu luôn để cho nó nuôi mọc những cành khác. Đây, như hai cành này, cành này thì mấy cành này vươn ra rồi, cành này nó lại gục đầu xuống các anh chị. Thì tương lai thì sau này cái đoạn này cũng được có trái này, mà nó gục đầu xuống này nó lại đâm xuống mấy cành dưới này thôi thì bỏ luôn đi. Đấy, nó sẽ thoáng là liền các bạn chị. Đó, phía trên như thế là mới hơi tạm ổn một xíu rồi, chỉ còn phía dưới thôi. Cái cành đẹp là nó xử lý nó ít phải can thiệp về những cái cành xấu hơn. Cành xấu là nhìn nó xấu đủ kiểu. Đây, cái cành này nó gần nhau này, bấm bỏ luôn. Hai cành bên này cũng thế, cành này gần đây thì lên đây lấy cành đó, bỏ cành này đi, bỏ cành này để một cành đi sang thôi. Đấy, nó sẽ thoáng. Đấy, xấu xấu thì tỉa đi cho nó khỏi sau này nó đẹp rồi cái là phân vân khó tuyển lựa. Cành nhỏ này thì mình cũng phải nuôi này,
nuôi cho nó vươn sang kia, bên này không có tán, nhưng mà cũng phải bấm bớt đi để cho nó đấy thoáng chưa các bạn chị, thoáng ngay lập tức luôn. Này, cái này gần này gần nhau quá này, bỏ bớt thằng gần đi đấy, ok chưa các bạn chị. Em thì có ít cây thôi, nhưng mà cũng vừa làm vừa học hỏi, trên thân là giải trí, mong được phát triển đấy, hy vọng phát triển. Đấy, sau khi đây, các anh chị xem lại, có sau khi tỉa tán này thấy chưa, thoáng chưa, sau này cũng phải tỉa một vài lần nữa các anh chị, tuyển lựa tiếp những cái nào ấy, những cái nào xấu là hoặc là nó chết đi thì mình phải tuyển tuyển lựa tiếp một lần nữa. Đấy, nhìn từ góc bên này cần đẹp rồi nên là mình tuyển lựa nó dễ. Này, góc từ góc bên này. Này, nó mắc vô trong cái tiêu này, nó sẽ chậm không phát triển được đâu. Bên này thì bên nó thoáng rồi thì nó phát triển nha các anh chị. Ok nhá. Đấy, sẵn là hôm nay ra chặt cho cái tiêu sâu xấu để nhường chỗ lại cho cái sầu riêng, cái nằm giàu phát triển. Rồi chia sẻ lại các anh chị cùng thăm lại vườn sau một thời gian. Và sẵn đây tạo tán cho cái cây này luôn, tạo lên đây là cái này tạo tán lần đầu tiên luôn đó các anh chị, cho nó rồi sẵn chia sẻ các anh chị cùng xem giải trí nhá. Có anh chị nào có ý kiến hay thì góp ý cho em với nhá. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây các anh chị, xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhá. Các anh chị đón xem coi cây này nó sẽ như thế nào sau một thời gian nữa nhá.